Hà Giang, Gia Lai bổ nhiệm cán bộ mới. Ngày 3 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi công bố, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Cao Cường công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn, Bí thư huyện ủy Vị Xuyên, nhiệm kỳ 2020 đến 2025, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vị Xuyên, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn ông Đỗ Anh Tuấn cần phát huy thành tích đạt được, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng công tác dạy nghề, đào tạo lao động, đẩy mạnh xuất khẩu lao động của tỉnh đi làm việc ở trong và ngoài nước. Cùng ngày, Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai khóa 12, nhiệm kỳ 2021 đến 2026, tổ chức kỳ họp thứ 15, chuyên đề kiện toàn nhân sự Ủy ban nhân dân thành phố khóa 12. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua tờ trình đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku về việc bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bầu bổ sung chức danh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku. Kết quả 100% số phiếu tán thành bầu bà Hoàng Thị Minh Bình thành ủy viên, trưởng phòng tài chính kế hoạch thành phố giữ chức phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Đồng thời, tại kỳ họp cũng thông qua tờ trình đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 12, dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 12. Kết quả, với 100% số phiếu tán thành, 4 ông, bà Hoàng Minh Nghĩa thành ủy viên, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố, Nguyễn Thị Liễu thành ủy viên, trưởng phòng nội vụ thành phố, Trần Tấn Quang trưởng phòng kinh tế thành phố, Lê Thị Mai Thảo, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trúng cử ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa 12.